Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News, và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin hot nhất trong ngày. Sau 24 giờ kêu gọi các mạnh thường quân, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã quyên góp được 10 tỷ đồng cho bà con miền Trung. Bên cạnh đó, cô còn tận tay phát đồ tiếp tế cho người dân nơi đây. Hôm qua, Thủy Tiên chính thức phát động quyên góp tiền để giúp đỡ người dân miền Trung. Nữ ca sĩ đã trực tiếp ra Huế ngay trong ngày để tự mình đi khảo sát tình hình. Nửa đêm qua, cô nàng thông báo sẽ đi dọc vùng quốc lộ 13 để phát đồ tiếp tế cho người dân, ai cần có thể đến lấy. Như lời hứa, sáng nay, Thủy Tiên đã bắt đầu livestream để phân phát đồ tiếp tế cho người dân ven đường quốc lộ 1A. Cô cho biết, livestream để người dân có thể biết được đoàn của cô đang đi đến đâu, có thể ra đón trước và lấy đồ tiếp tế dễ dàng hơn. Thậm chí, Thủy Tiên còn cẩn thận đến mức muốn tận tay trực tiếp đưa đồ cho người dân mà không qua bất kỳ đoàn hội nào. Vậy nên cô đã từ chối gửi đồ viện trợ qua ủy ban hay chủ tịch phường. Đi đến nơi nào, Thủy Tiên cũng nói trước biển số xe để người dân có thể dễ dàng đón trước và tiện lấy đồ. Đoàn của Thủy Tiên chuẩn bị sẵn sàng các xe hàng, phao cứu trợ để có thể dùng ghe đi vào tận nơi những vùng khó khăn, tận tay đưa đồ viện trợ. Sau gần 24 giờ, nữ ca sĩ cũng chính thức thông báo số tiền quyên góp đã lên tới 10 tỷ đồng. Đây là tin vui cho đoàn viện trợ của Thủy Tiên để có thể lấy thêm đồ dùng cần thiết, giúp đỡ người dân khu vực miền Trung đang khó khăn. Hy vọng rằng với sự giúp đỡ của ca sĩ Thủy Tiên và tấm lòng của các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ bà con miền Trung phần nào vượt qua được khó khăn khi mùa lũ về. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những video tiếp theo.